Bài học từ Toyota giúp Tesla trở thành hãng xe điện hàng đầu thế giới. Tesla có nhà máy đầu tiên của mình và bí quyết để sản xuất hàng loạt nhờ hợp tác với Toyota vào năm 2010. Giờ đây, hãng ô tô Nhật phải học hỏi cách sản xuất mới từ công ty của Elon Musk. Thành lập cách đây 20 năm, con đường trở thành hãng ô tô điện hàng đầu của Tesla có sự đóng góp từ mối quan hệ hợp tác với Toyota năm 2010. Mối quan hệ đó kết thúc sau một vài năm. Nhưng Tesla có nhà máy đầu tiên của mình từ Toyota, cũng như bí quyết để sản xuất hàng loạt. 13 năm sau, Toyota phải học hỏi ngược lại chuyên môn sản xuất của Tesla. Cuối cùng thì Toyota phải học hỏi từ Tesla. Một giám đốc của một hãng xe hơi Nhật Bản cho biết, đó là một cú sốc. Nhưng với tình hình hiện tại, họ không thể hạ giá xe điện một cách thỏa đáng. Vị này nói, đã đến lúc Toyota cần phải thay đổi phương pháp sản xuất. Tesla là công ty dẫn đầu thị trường xe điện, chúng tôi nên học hỏi từ họ. Một giám đốc cấp cao của Toyota nói, vào thời điểm năm 2010, không ai có thể tưởng tượng rằng Tesla sẽ trở thành như bây giờ. Tháng 11 năm 2020, tham gia cùng chủ tịch Toyota khi đó là Akio Toyoda tại một cuộc họp báo ở Tokyo. CEO Tesla Elon Musk nói rằng, ông mong muốn học hỏi kỹ thuật sản xuất của Toyota, gọi nó là tốt nhất trên thế giới. Theo thỏa thuận hợp tác, Tesla đổi lấy khoảng 3% cổ phần của mình để nhận 50 triệu đô từ Toyota và mua một phần nhà máy sản xuất ô tô mới đóng cửa ở bang California với giá 42 tỷ đô từ một liên doanh giữa Toyota và General Motors. Thiếu chuyên môn, Tesla gặp khó khăn trong việc sản xuất hàng loạt Model S, mẫu xe đầu tiên được phát triển hoàn toàn nội bộ. Công ty liên tục thua lỗ, với lượng tiền mặt trong tay giảm xuống còn khoảng 100 triệu đô. Nhà máy được trang bị đầy đủ nên Tesla hầu như không cần phải chi thêm bất kỳ khoản nào. Một số công nhân nhà máy cũng được giữ lại. Nhìn lại thương vụ này, một giám đốc Tesla cho rằng đây là điều may mắn vì công ty không biết bí quyết sản xuất trước khi mua lại nhà máy. Thỏa thuận không đem về nhiều lợi ích cho Toyota, trừ việc tìm được người mua nhà máy cũ. Một chiếc xe điện hợp tác giữa hai công ty không đạt doanh số tốt và Toyota bán hết toàn bộ cổ phần Tesla của mình vào cuối năm 2016. Theo một quan chức của Toyota, ông Toyoda xây dựng một mối quan hệ hợp tác với mục đích kích thích bộ phận phát triển đang chậm lại. Nhưng các kỹ sư của Toyota lại không nhiệt tình hợp tác với Tesla vì cảm thấy rằng họ có thể sản xuất xe điện bất cứ lúc nào. Với sự gia nhập của Tesla và các công ty Trung Quốc, các đối thủ và quy tắc trong ngành đang thay đổi. Ông Toyoda cho biết tại cuộc họp cổ đông của Toyota tháng 6 năm 2017. Thành công của Tesla được xây dựng dựa vào nhiều việc xác định những điểm yếu của ngành ô tô và làm trái suy nghĩ thông thường. Họ bán xe trực tiếp qua kênh trực tuyến cho người mua mà không cần mạng lưới đại lý. Các đại lý có thể cung cấp cho người mua xe nhiều dịch vụ cá nhân hơn, nhưng điều này dẫn đến giá cao hơn và chi phí lớn hơn cho hãng sản xuất. Tesla cũng sử dụng cách tiếp cận khác với triết lý Kaizen, cải tiến liên tục của Toyota. Khi Tesla xây một nhà máy mới, họ luôn đánh giá lại từ đầu phương pháp sản xuất. Công ty liên tục tìm cách giảm 50% chi phí, gây áp lực lên nội bộ và các đối thủ cạnh tranh. Nhưng Tesla cũng phải đối mặt với những thách thức, chẳng hạn như những cạm bẫy khi phát triển thành một tập đoàn lớn. Sử dụng 120.000 công nhân, họ có khả năng sản xuất 2 triệu xe mỗi năm. Quy mô lớn có thể khiến công ty khó đưa ra các quyết định quản lý mang tính đột phá hơn. Tính mới lạ và hấp dẫn của thương hiệu Tesla cũng có thể đang giảm bớt. Giá Model 3 cũ của Tesla ở Mỹ giảm 20% trong khoảng nửa năm qua, thể hiện sự thay đổi trong tâm lý của người tiêu dùng. Ngành ô tô đang trải qua những thay đổi mạnh mẽ với những sự nổi lên của các hãng Trung Quốc và những đối thủ từ các lĩnh vực khác. Tesla học hỏi Toyota trong quá trình đi lên của mình. Giờ đây, đến lượt các hãng ô tô khác đang học hỏi từ Tesla và công ty startup một thời phải đối phó với áp lực khi là người dẫn đầu thị trường.